Vậy là đằng đẵng 8 năm trôi qua, thoát cái nhanh như chó chạy qua đường. Tùng và Nguyệt giờ đây đã có một cô con gái nhỏ Cam Cam. Sau khi Lâm Dương chia tay thì mối tình Tùng Nguyệt vẫn đằm thắm và nở hoa bằng một đám cưới đầy hạnh phúc. Cô giáo Nguyệt giờ đây đã là một giáo viên dạy cấp 2 đoan trang xinh đẹp. Còn Tùng được thừa hưởng gia tài của bố mẹ cũng rủng rỉnh trong túi tiền. Nhưng cuộc chạm mặt đầy bất ngờ và hứa hẹn sẽ là trà xanh chen ngang vào hạnh phúc của Tùng và Nguyệt. Anh Thu, một cô gái xinh xắn, đã từng là thực tập viên tại công ty cũ của Tùng, năm xưa lại vô tình chạm mặt cả Tùng và Nguyệt. Dáng dấp nuột nà gợi cảm, đôi mắt ướt liếc ngang liếc dọc đầy gợi đòn đã khiến cho con dê trong Tùng trỗi dậy. Cô ả lại ở trong cùng tòa chung cư với Tùng và Nguyệt và hứa hẹn sẽ là một cô tiểu tam luôn tìm cách gợi tình khiến cho Tùng xa chân ngựa quen đường cũ, ăn no rững mỡ mà làm điều dại dột. Còn Dương làm phúc xúc phải tội khi thấy người gặp nạn trên đường, cô đã đưa người đàn ông kia đến nhập viện. Nhưng rồi cô đã bị bắt vạ vu oan và cho rằng chính là người đã gây ra tai nạn. Mặc cho Dương giải thích thế nào, cả họ hàng hang hốc đều ra bắt vạ, trong lúc Dương trong tay không có một xu một cắc. Và để rồi lúc này bác sĩ Tuấn đã xuất hiện ân cần giải vây và giúp Dương. Đây cũng là khởi đầu cho cuộc tình của cả hai. Tuấn đã đem lòng yêu Dương và Dương trước sự giúp đỡ quan tâm của Tuấn, cô đã thử mở lòng đón nhận. Về phía Lâm, sau 8 năm biệt tích, giờ đây anh mới trở về thăm bố thăm mẹ. Bao năm qua vì một lời hứa với ông Quảng tránh xa Dương, vì nỗi nhục và món nợ với gã đầu bạc mà Lâm đã lao vào làm việc để quên đi Dương và vừa có thể thành công để có thể trả hết món nợ 10 tỷ kia của ông Quảng, và hơn hết để có thể mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu của mình. Lâm trở về nhà trong sự chào đón vui mừng của bố mẹ. Anh đã xong dự án ở Phú Quốc và dự định sẽ về công ty tổng ở Hà Nội để làm việc. Và giờ đây cô gái như ý đã xuất hiện bên cạnh khiến cho bố mẹ hiểu lầm. Đó là bạn gái của Lâm, mẹ Lâm lật đật làm thịt gà để chiêu đãi cô con dâu tương lai. Và đây cũng chính là một rắc rối lớn. Khi Lâm gặp lại Dương, cô ả như ý đã tìm mọi cách để chọc phá Lâm Dương, hòng giành giật được Lâm về phía mình. Mời bạn cùng đón xem các diễn biến hấp dẫn tiếp theo trên sóng VTV3 vào 21h40 các tối 2-3-4 hàng tuần. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.